Cái này cũng khá là hấp dẫn đây, gồm đầy đủ các thứ ở trong này, từ lòng rồi nói chung là các thứ ở trong con lợn anh cho vào trong này hết. Đấy, nhìn hấp dẫn không? À, một bát cháo to này. Ôi. À, lúc nào đây? Hả? Đang lâu chưa? Chút lá chanh. Lạ. Chào. Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Và hôm nay là dịp đầu tháng thì mình xin phép đã đến đây giới thiệu cho các bạn một trong những quán cháo lòng cũng được khá là nhiều người ăn vào cái dịp đầu tháng, cũng là một quán cháo lòng ngon ở Lạng Sơn. Các bạn nhìn thấy quán ở phía trong này, tầm này thì còn khá là sớm, khoảng tầm 7 giờ hơn một chút, nhưng mà xe đây các bạn nhìn thấy không, cũng khá là đông, xe đã đổ ở đây vào để thưởng thức rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng di chuyển vào phía trong nhé. Nhìn thấy đó là Sơn Quán Cháo Lòng, có địa chỉ là số 6 Chu Văn An. Đây, quán ở phía trong đây, mọi người ngồi khá là đông. Ở đây anh để rất nhiều bát tiết canh nhé, rất nhiều. Ở đây thì mình nghe nói là bát tiết canh là 10.000 sạc. Đây, đồ nhiều lắm. Từ dạ dày, vách ngăn, lòng này, chả này, kia đang xào các món xào, hay chàng đấy. Ở đây là một cái suất tập cẩm thì cũng có đầy đủ mọi thứ, từ gan này, trong đó đứng lòng này, chàng, mỗi thứ một tí. Lòng này nhìn ngon này. Vẫn 120 nhỉ ông? Ông chủ nhỉ? Trần à? Ừ. 120 ạ. Ừ, 120. Nhiều ơi. Một nồi cháo. Món cháo mắc mật anh nhỉ? Lòng cháo mắc mật. Này các chị đến đây ăn rất là đông đấy, quán này mình thấy khá nhiều các chị đến đây ăn này. Chút gừng vào thơm. Lòng sao mắc mật. Gừng tỏi. Đây, chút lá đây. Đấy, xong một suất này rồi đấy. Chờ chủ đấy bao giờ. Hay đấy.
Ăn lúc nào đây? Hả? Ăn lâu chưa? Ừ, ngon nhỉ? Lòng nông già sao là bóng mật. Miếng dạ dày rất là ngon. Ông chủ vừa mới thái xong. Ông chủ khá là cẩn thận, lọc hết những cái mớ còn thừa cái dạ dày. Anh đang băm tỏi để chế biến món xào cát nhé. Chút hành, hành tỏi. Đây món xào tiếp theo. Mình nghe nói đây là món lòng xào mẻ. Chút mè. Ây da, thơm đấy. Hành. Đấy, xong món lòng xào mè hấp dẫn chưa? Chị làm lâu nữa ở đây đấy nhỉ? Chị á? Ờ. Làm đây được 2 năm rồi. Ờ. Quen mặt rồi đó. Quen rồi. Đến chưa quay một lần đúng không? Đúng rồi. Đến phát nhìn. 6 bát đi chị. 6 bát. Chưa biết được hơn nhé. Hai người thôi. Tầm này bàn ngồi đông khách lắm rồi, ở phía trong ấy. Sao vừa xong. Đấy, hai người thì cứ yếu này.
lòng bể ở đây nó mới ngon được các bạn ạ. Nước nước lạnh. Để anh chủ khá là cẩn thận cắt hết những cái mớ lòng đi. Thái món lòng để xào. Sao mẻ anh? À, lòng xào mẻ. Lòng da xào mẻ. Lòng xào dưa ra. Lòng hạt tiêu đâu? Đang cái tầm những cái tốc khách ăn xong rồi di chuyển đi về ở đây. Bách ngâm chào. Đây, gấu đuôi, đang làm. Xỉa đây lấy luôn cho nó nhanh hả? Lắm mật ở trong thơm, nhồi các loại gia vị vào phía trong chao. Chọn hai này. Đây xong đĩa của đôi sao nữa rồi. Tiếp tục những khách chuyển tiết canh 6 bát tiết canh. Chút lá chanh. Cái canh ở quán thì đánh sẵn rồi. Gà thì trên thì gà bắt mắt. Sao mẹ. Thank you.
món này xào chắc khoảng tầm 2 phút. Tôi cần đấy. Trong cùng một cái đĩa này cũng khá là hấp dẫn đấy, gồm đầy đủ các thứ ở trong này, từ lòng rồi nói chung là các thứ ở trong con lợn anh cho vào trong này hết. Đấy, nhìn hấp dẫn không? Và một lát cháo to này. Mình quay bên trong tí, tầm này khoảng tầm 10 giờ rồi nhưng mà mình thấy còn có khá là nhiều bàn vẫn đang tiếp tục ngồi. Rồi các bạn nhá, cùng nhau để thưởng thức món ở quán của anh Sơn đi. Thì mình thực ra thì mình gọi cái thập cẩm này thì nó cũng gọi là bao quát các cái thứ ở quán rồi. Để ăn mỗi thứ một tí xem nó như thế nào. Giới thiệu đến mọi người thì mình vẫn thích ăn món dồi. Đấy, đấy nhìn thấy không? Dồi rất là ngon. Sao? Chấm tí nước chấm ở đây. Rồi, mời các bạn nhá. Thở ngon, thơm, mềm. Đúng đây. Lòng quán, làm hai miếng ăn cho nó đầy mồm nhá. Đầu tháng anh em phải thưởng thức tí. Chấm chút nào. Nào, mời các bạn đây, lòng đây. Giòn thật luôn. Ngon. Ngon. Tí nào. Wow, làm miếng dạ dày á. Giòn. Hai miếng này chàng này. Thực ra quán ở đây có cái điều hay là mọi thứ đều cho, mà mỗi thứ được thưởng thức một tí thôi, có thế là ngon rồi bạn. Bây giờ là ngon thật. Lần đầu mình chưa có gì cảm nhận, lần thứ hai là ngon thật. Giòn chàng tuyệt vời luôn. Đồ đúng không? Ngon luôn anh em, rất nhiều thứ luôn. Chung chung là mình trải nghiệm mỗi thứ một tí cho bạn. Ăn thì mình thấy đều là vừa mồm thôi. Đấy. Ngon ngon. Luộc rất vừa phải. Ui trời ơi. Cháo ở đây cũng là một trong những món được nhiều người ăn lắm ạ. Làm tí, mình cho tí lòng đi, mình ăn làm tí miếng lòng chấm cho vào cháo ăn tuyệt vời đấy anh em ạ. Đây nhá. Đây, mời các bạn đi. Đây, nhìn ngon chưa? Làm miếng nhá. Ăn cháo thì là sự các bạn đầy mồm luôn. Ngon. Nói chung là nó ngon. Chẳng này nhỉ. Để cái này ra đây. Ngon. Rất là ngon. Chẳng giòn. Có nhiều là. Nói chung là ở quán nó khá là toàn diện các món, món nào ăn cũng gọi là vừa vừa nhỉ. Cái rồi là đúng ra mà làm thêm cái lòng lòng gà nó ăn thì ngậy. Nhưng mà mỗi người có một cái sở thích ăn.
Video của mình xin tạm dừng ở đây nhé. Hôm nay mình đã đưa các bạn đến quán cháo lòng Sơn Quán để thưởng thức cháo lòng ở quán của anh rồi. Nhìn chung là cũng khá là ngon. Các bạn nào chưa từng ăn thì nhớ ghé đến quán của anh để thưởng thức một lần nhé. Thì video của mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của mình. Bye bye.